Rồi, xin chào cả anh em ha. Hôm nay thì em không có lên kỳ nha anh em. Ngày mai em mới lên nha. Đó, hôm nay em chỉ lên là em giới thiệu cho anh em cái con máy điện. Đó, con máy điện này em mới về nè. Con này còn rất là mới luôn. Con máy điện này hàng của Korea, hãng của Alpha Taco ha. Con này nó tên là Polaris 3X 300M nha. Đó. Con này mới lắm, con này mới tầm 95% nha anh em. Đây cái tay quay đúng độ luôn. À, quá đẹp luôn anh em. Đó. Thì con này nó nhỏ gọn nha, nhỏ gọn nhưng nó khá mạnh đó. Đây. Đây, thì trong đây nó có dây BE cho anh em sẵn một cuộn luôn. Là một đây đầy đầy cuộn dây BE cho anh em luôn ha. Đó, anh em mua về giờ chỉ chơi thôi. BE này chắc số tầm khoảng số 5. BE này chắc số 5 đến số 7 gì đó. Nè, ha, tầm số 5 số 7 gì đó. Nó cỡ đó đó. Rồi, thì con máy này nó sử dụng sao? Em sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Đó. Đây thì trong thể con máy nè, khá là đẹp luôn nè, đó. Có tiếng kêu đầy đủ ha. Đây. À, máy quay bên tay phải nha anh em nè. Rồi chỉnh đầy đủ hết trơn, chỉnh gian nè, ha. Nè gian rồi, đầy đủ luôn ha, chỉnh gian rồi đầy đủ luôn đó, rất là mới nha. Thì đây em sẽ rút ra, rút điện ra mà ghim vô lại ha. Đó, đây thì nó đi với cái là dây là hai chấu nha. Thì đây nó là cái hai chấu nè. Đây ghim vô thì nó lên. Đó, thì con này nó sử dụng sao? Đó. Đây, thì anh em về anh em ghim điện vô rồi anh em bấm liệt cho em là hai nút bên đây. Đó, liệt tầm 3 giây là nó tự ra chuyển qua chế độ rồi, nó chuyển qua chế độ là tự tự động nha. Là để cho anh em câu cái điện á, tự động nè, chế độ tự động nè. Đây, thì anh em nhớ là anh em bấm nút on off là tắt hoặc là mở nha. Tắt mở thì em sẽ nó đang ốp thì bấm mở. Đây, nó bấm mở thì con máy này nó luôn chạy nhẹ nha. Nó khi nào anh em bấm mở thì luôn chạy nhẹ, khi nào anh em có tải vô là đứng. Nó có tải là đứng nha. Nó có tải là con này đứng rồi. Đó, khi anh em câu cá mà tải mà chì nặng được thì nó đứng rồi. Đó, thì không có chì thì nó quay gì nè. Nó quay nhẹ nhẹ gì nè. Cái này là lớn nè. Nhỏ nè, lớn nhỏ là làm mạnh yếu nè ha. Chế độ quay độ thu dây mạnh yếu nè. Đó. Đó. Mát nè. Nè, con này thu dây cũng khá là nhanh nha anh em. Đây. Nè. Thu dây khá là nhanh luôn. Đó. Yếu rồi. Đó, khi đang chế độ thu dây thì anh em bấm ốp nè. Nó tắt. Thì anh em muốn thu nữa. Thì thu nữa thì anh em bấm vô đây thôi, để tự thu à. Đó ha. Nó đang ở chế độ đồ mạnh thì thu mạnh. Đang chế độ yếu là thu yếu nha. Nó tắt. Nè, bấm mở lên. Đó. Nó yếu nè, chế độ yếu thì nó thu yếu, chế độ mạnh thì thu mạnh thôi. Nó tùy theo là mình chỉnh thôi. Nè. Còn anh em về anh em nghiên cứu thêm chế độ set của nó nha. Đó thì em hướng dẫn cho anh em là rồi khi anh em đây tắt. Còn thoát chế độ cho nó thu dây. Thoát chế độ này thì anh em bấm nút này là nó ok, là nó thoát ha. Đó. Chế độ set. Đây chế độ như nó reset lại gì đó. Đấy. Nha. Rồi, này hướng dẫn cho em lại nha. Đây, bấm liệt hai nút này ha. Đó, liệt hai nút này. Còn anh em muốn chỉnh chế độ để nhanh chậm không biết sao, chế độ mạnh yếu hay sao á nè. Nó có bên gì chỉnh nhiều chế độ nè. Đó, chỉnh nhiều chế độ nè. Thì anh em nghiên cứu thêm nha. Đó. À, muốn chế độ 2 số 5 nè. Nó có đây số 3, số 4, số 5 rồi chấm chấm này số 0 rồi số 3 như là chế độ số 3 đi ha. Anh em bấm cái này vô. Nó quay nè. Nó 3. Anh em bấm quay bình thường nha. Nó khi chế độ mà nó chế độ thu dây tự động. Đó. Đấy. Tắt nè. Nó tắt. Mở nè. Đó, on off nè, để cho on off. Đấy, thì con này đây ha. Rồi, con này anh em nào lấy con này để cho anh em giá là 2.800.000 nha. Con này 2.800.000 nha anh em. Đó, Korea. Mới ra, mới chát luôn. Con này rất là mới nha. Đó. Đó, đây. Rồi, xong nha anh em. Rồi, chế độ này. Đó, bấm về nó reset về. Này, máy thì phải nói là mới ken luôn, con này chỉ thiếu cái hộp thôi.
Đó, giá 2,8 triệu, anh em nào thấy ok hợp nhãn thì mình điện thoại nha. Số điện thoại em là 0988 546 535 nha anh em. Rồi, chào anh em ha.